Ok, hello anh em. Rất vui vì được lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Trọng Tuấn, anh em Vũ Luận, anh em Lê Quang, anh em Phạm Xuân Ngọc, anh em Marvel Eliver MCUVN và anh em Bún Thang đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Đồng thời tôi cũng xin được cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu đã donate ủng hộ cho kênh với lời nhắn: ngày 20 tháng 11 thì xin được cảm ơn thầy. Ôi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Phải nói thật là đây là một cái sự bất ngờ của anh em Nguyễn Đình Hiếu dành cho tôi. Từ trước đến nay tôi cứ nghĩ là cái ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, cái ngày mà để tri ân các thầy giáo, các giáo viên, các cái môn tự nhiên và những cái môn xã hội như là toán lý hóa, văn sử địa. Nhưng mà bây giờ tôi mới biết là còn có cả cái tri ân cái người thầy mà dạy cái bộ môn điện tử đó. Dạy các anh em chơi game cũng được tri ân, bất ngờ quá anh em ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Phải nói thật là bây giờ tôi mới được trải nghiệm cái cảm giác mà được làm giáo viên, ngồi ở nhà tiếp khách ngày 20 tháng 11. từ bé lớn là mình chỉ có đi thăm các thầy cô giáo thôi. Đấy, đi thăm các thầy cô giáo nhân ngày 20/11 thôi. Nhưng mà đây đúng là lần đầu tiên của cái cảm giác đấy. Cảm giác là coi như là được thăm hỏi ngày 20 tháng 11. Một cảm giác rất là sung sướng anh em ạ. Đấy, anh em nào ở trên kênh mà nhận tôi làm thầy thì anh em nhớ nhá. Có thể là anh em tôi không nói là donate. Tôi nói là anh em hãy gửi những cái lời chúc dành cho tôi những ngày 20/11. Đấy, tôi cũng xin được ghi nhận hết nha anh em nhá. Và hy vọng là các anh em sẽ cho tôi cái cảm giác đấy. Cảm giác là lần đầu tiên được làm thầy. Tôi nghĩ là nó sẽ rất là sung sướng đấy. Cái gì lần đầu tiên bao giờ nó cũng rất là có cảm xúc. Cảm xúc dạt dào. Đấy, ghi nhớ luôn, khắc sâu ở trong tim. Lần đầu tiên anh em ạ. Hoặc là có thể là mấy cái năm trước thì tôi cũng có cái cảm giác đấy, nhưng mà lâu lắm rồi đấy, một năm rồi tôi quên mất rồi anh em ạ. Ừ nhở, thế tại sao tôi lại không nghĩ ra được nhở? Tôi nhớ là những cái năm trước là cũng có các anh em chúc tôi như thế đấy. Đấy, tôi vừa mới nhớ ra là mấy cái năm trước thì có anh em tôi không nhớ nhiều người, nhưng mà tôi nhớ anh em Vũ Trọng Tín và có thể là anh em Đặng Minh Trung. Cái này thì tôi thường là tôi hay ghi nhớ cái người mà người ta tặng tôi vào dịp đặc biệt ấy, những cái món quà tôi nhớ lắm. Ôi tôi chết, mà hôm nay tôi mới nhớ ra là hôm nay đã phải là 20/11 đâu. Hôm nay mới là 17/11 mà. Anh em Nguyễn Đình Hiếu lại lấy lý do thôi, tôi nghĩ là như thế. Rồi nha, chúng ta sẽ vào trận đấu ngày hôm nay. Hôm nay thì tôi cũng nói chung là tôi cũng đang bí ý tưởng anh em ạ. Tôi cũng chưa biết là tôi chơi gì. Đầu game thì tôi đang tính là cái việc là tôi chơi human anh em ạ. Tôi tính là như thế, nhưng mà tôi nhìn thế này có vẻ không phải là như thế đâu. Dạo gần đây thì nói chung là cũng đang tập trung đầu tư vào mấy cái video ngắn anh em ạ. Đấy, bởi vì video ngắn ấy không phải là tự nhiên mà tại sao mà tôi đợt này tôi lại tập trung vào đấy đâu. Ồ đây này, có hai con mèo này. Được đấy, hai mèo câu tí gấu nhỉ. À không. À, đây anh em ạ, từ nhá, bán này đi, không human nữa. Bây giờ chơi như này, up cấp không? Bây giờ bán 4 con phía bên này là up được cấp lên cho sâu vào này. Được, up cấp luôn anh em ạ, đánh chuỗi thắng. Rồi đồ chốt luôn nhá, Blink có không? Có luôn, lấy luôn Blink. Ở đây có Blink, lấy luôn, chốt luôn. Có Blink là chắc chắn đánh được chuỗi thắng anh em ạ. Có Blink là chắc chắn đánh được chuỗi thắng. Rồi thôi, không có human, humic nữa. Đấy, ra như này là biết là chơi gì rồi anh em ơi. Nhưng mà tôi đã chơi một cái đội hình mà lâu rồi tôi không chơi anh em nhá. Lâu rồi tôi không chơi, tôi chơi. Ok, chơi một cái đội hình mà để cho anh em đỡ nhàm chán. Lâu rồi không chơi thì tôi nghĩ là tôi đã chơi siêu đẻ. Siêu đẻ lâu lắm rồi không chơi đấy. Đấy, đấy nó cũng là một cái cách để làm content khi mà có những cái sự thay đổi ở trong mỗi video clip hàng ngày. Nó ra nó không bị trùng nhau. Ok nhá. Tôi sẽ đi từ cái bộ tôi sẽ đi lên từ cái bộ mech, sau đó roll dần những cái con siêu đẻ. Ok. Rồi, roll tiếp nào. Không có gì cả. Round này thì lại không có gì cả. Từ từ đã. Sẽ kiếm mấy cái con đẻ được vào thì nó sẽ khỏe hơn. Mấy cái con nào đẻ thì cho vào hết thôi nhá. Con ở những cái level thấp thì có con sâu và con Skull Hunter là những cái con có thể đẻ được. Con Whisper Seer. Đó.
những cái con đẻ được. Đẻ kẹp với cả mèo. Ok. Rồi tôi lấy luôn cái giáp đây. Tôi lấy đồ, tôi chốt đồ sớm anh em ạ. Thế nào cũng phải lấy thôi. Thì lấy luôn. Trước sau cũng phải lấy. Vừa lấy tôi có chia sẻ với anh em là dạo gần đây tôi đang đầu tư vào mấy cái video clip ngắn. Đấy, video clip ngắn thì tại làm sao mà bây giờ tôi lại đầu tư vào video clip ngắn mà tại sao lại không phải là đầu năm hay là không phải đợt tháng 4? Khi mà cái đợt tháng 4 thì nó mới bắt đầu là mở cái video ngắn trên YouTube. Đấy. Nhưng mà tại sao lại không phải là tôi bắt đầu làm từ lúc đấy mà đến bây giờ mới làm? Là bởi vì thế này. Ở cái thời điểm hiện tại là YouTube đã hỗ trợ cho cái nhà sáng tạo nội dung là kiếm tiền được ở trên cái nền tảng là video ngắn. Đấy. Thế thì vì là nó bắt đầu hỗ trợ và khi mà làm sản xuất video ngắn ấy là có tiền. Đấy, thế chính vì thế nên là bây giờ tôi mới làm. Đấy thì có tiền là làm thôi. Chứ còn ngày trước là làm gì có tiền. Ngày trước là có video ngắn nhưng mà là chưa có tiền. Đấy, chỉ là video ngắn thì nếu mà làm kênh nó phát triển lên thì là có thêm những cái hợp tác ở bên ngoài thôi. Đấy, quảng cáo hợp tác bên ngoài. Chứ còn nếu mà tính về cái tiền quảng cáo ở YouTube ấy là trước đến nay là chỉ có video dài, cái dạng video dài trên 15 phút là mới có được cái nó gọi là lợi nhuận đến từ quảng cáo. Đấy, cái thu nhập đến từ quảng cáo là phải là trên 15 phút mới là tính tiền. Đấy, còn video dưới 15 phút thì là sẽ không có cái thu nhập ở quảng cáo. Thì bây giờ là à đâu? Tôi nhớ nhầm đấy, trên 10 phút, video trên 10 phút, 15 phút thì hình như là lâu lắm rồi. 10 phút. Thì đấy, thì bây giờ YouTube đã cho kiếm tiền ở trên những video ngắn dưới 1 phút. Thì đây nó là cái cơ hội để tôi có thể phát triển kênh, chính vì thế tôi mới vào làm video ngắn. Thì cái video ngắn bây giờ thì cũng là mới phát triển. Đấy, cũng mới phát triển nên là ít người làm lắm. Vào càng sớm thì càng có lợi thôi anh em ạ. Rôn cái nào. Ui, hai quả trứng tiền đâu ra mà mua? Hai quả trứng lóc lại à? Vãi đái thật. Hết tiền không mua được luôn. Rau này lóc lại à? Trời ạ. Bán bớt đi mua con sầu ra anh em ạ. Lóc lại thì vẫn phải mua con sầu ở rau này cho vào. Thay cho con CM. Giờ sọc ra ngoài rồi anh em. Bởi vì là thế này là chúng ta sẽ mạnh hơn nhiều. Đấy, anh em thấy là ở trên bàn cờ nó sẽ có là 8 con. Thì chúng ta giữ chuỗi thắng. Ok. Rồi, với 8 quân cờ thoải mái luôn. Được đấy, trận này có thể đánh slow ball luôn này, từ đầu này. Hy vọng là có thể slow ball được ở trong cái trận đấu này. Nếu mà trận đấu này nhá, mà có thể là chơi slow ball ấy, với một cái đội hình mà siêu đẻ thì tôi nghĩ cũng chỉ 30 round thôi, tầm 30 round đổ lại thôi. Khủng khiếp thật. Hơi bị thọt tiền anh em ạ. Nhưng mà dù sao thì cũng đang có chuỗi thắng nên là cũng tiền nó cũng thoải mái. Đấy, chứ còn mua hai quả trứng này nhá mà không sử dụng được ấy, tức là hai quả trứng mà không đập được cho con gì đấy nó lên 2 sao ấy, thì cái quả trứng này nó sẽ rất là tốn tiền. Nó là 5 tiền một quả, hai quả là 10 tiền đấy anh em, thọt 10 tiền luôn. Ôm 10 tiền không khác gì là ôm hai con 5 đô mà lại vứt ở ngoài bàn cờ. Đấy, nó là như thế đấy anh em ạ, rất thọt tiền nhá. Là cố gắng là làm thế nào để giữ được cái chuỗi này. Bây giờ chỉ cần ra xem nào. Nếu mà bây giờ ra một con gì đấy nhở. Bây giờ ra con gấu đi. Gấu đập trứng luôn. Ờ, hoặc là ra hai con mèo nữa thì mới đập trứng được à? Bây giờ phải ra hai con mèo nữa mới dám đập trứng anh em ạ. Không được. Đội hình này rất khỏe nhá. Hiện tại là chúng ta có 8 con mà. 8 con là tí nữa là nếu mà tôi up 7 là 9 con ấy. Giờ mà kẹp vào ví dụ như là Skull Hunter mà 2 sao thì sao? Cho hai con Skull Hunter vào hay đập trứng con sâu. Tôi vẫn đang suy nghĩ cái vấn đề có đập trứng không để tận dụng cái chuỗi thắng này không. Đấy, chứ còn bây giờ tình hình hiện tại ấy là chúng ta cũng khá mạnh. Vì căn bản là nếu đập trứng thì nó sẽ mất một cặp. Ờ. Bây giờ lên 7 kẹp vào hai con Skull Hunter. Thôi rồi, để tôi tính xem là round tiếp theo gặp ai đã nhá anh em nhá. Phải biết xem là đối thủ liệu rằng có cái sức mạnh nó cỡ như nào để chúng ta còn biết đường mà chúng ta up cấp hay là chúng ta đập trứng. Rồi ok. Chúng ta còn chưa gặp K1992M à? K1992M chơi gì đấy? Chơi Clay. Chơi Clay nhưng mà toàn 1 sao, không sợ. Không sợ anh em ạ. Rồi, rôn nha.
chó này, được à. Thêm beat. Từ từ đã, bán con này đi. Bán này đi. Chó cho vào là thêm beat, cho vào level 7 cũng được. Thôi bây giờ cũng không cần phải up cấp round này đâu. Round này gặp đối thủ yếu thôi anh em ạ. Gặp cái bọn Clay thì con mèo này nó nhảy cho 3-4 phát thì cũng bay màu thôi. Rồi. Mà chơi mèo như này thì chúng ta phải kẹp thêm mấy cái con đẻ nữa thì nó mới mạnh được anh em ạ. Này vẫn chưa mạnh đâu. Này nói chung là chỉ gọi là khỏe cho đến khoảng round 12 thôi. Tí nữa sẽ có những cái thằng mạnh. Chúng ta cần phải form những cái bộ mà nó đẻ được khá khá một chút. Ví dụ như là roll thêm được con Skull Hunter thì ngon. Skull Hunter, hai con Skull Hunter thì ngon. Ui cáo này. Cáo à. Roll cái nữa này. Ồ. Up cấp cho này là vào là được thêm một cặp này. Thế này là thứ beat này. Ok. Cho... tôi đang tính là nếu mà cho hai zipper vào có ngon hơn không? Hai zipper vào có ngon hơn không? Hay là cho kẹp beat vào ngon hơn nhỉ? Chúng ta có những cái con sâu ấy ở phía dưới ấy, nó đẻ ra thì nó cũng đam nó cũng to lắm. Cái con sâu con là đam to lắm nhá. Đấy mà cái con sâu mà nó là cái bóng mà tạo ra bởi cái bộ civet ấy, nó cũng sẽ được cộng đam beat. Nó cũng sẽ được cộng đam beat. Rất khỏe. Đấy, rất khỏe nha anh em nhá. Mấy con sâu con mà từ cái con cái bóng ấy nó cũng sẽ được cộng beat luôn. Đấy, khỏe lắm. Bộ này mà nó kẹp beat mà nó kẹp cả đẻ nữa thì nó rất khỏe anh em ạ. Nó rất khỏe đấy. Sâu lên được 2 sao rồi này. Rồi. Để cho Skull Hunter vào. Mà như thế này ấy, thì nó lại không có beat. Cái này nó lại không có beat nhỉ. Bây giờ tôi muốn có beat thì sao? Bây giờ tôi bỏ cái gì ra không? Tôi thì tôi tham quá, tôi lại muốn, bây giờ tôi lại đang vẫn muốn là có những cái công nghệ anh em ạ. Tức là tôi vẫn chưa muốn là bỏ cái này ra để tôi form mấy bộ beat. Bây giờ tôi vẫn muốn giữ lại ba con mất. Vì anh em cũng biết là bây giờ cũng có mấy cái thằng nó eco về dưới ấy, nó cũng khá yếu. Mấy thằng eco về dưới có thằng nó xả hết tiền, nó bắt đầu nó ăn chuỗi tôi rồi kìa. Một thằng Eco là đã bắt đầu xả hết tiền để nó cắt chuỗi rồi. Hay quá, con sâu gánh quá anh em ơi. Đấy cái tầm này thì mèo nó lại yếu rồi. Mèo bây giờ cái round 13 ấy. Round 13 là bắt đầu yếu rồi anh em ạ. Run cái lửa mà. Mèo 1 ở round 13 là nó chỉ gọi là phụ đam thôi. Nó chỉ gọi là nhảy nhảy phụ đam thôi. Chứ còn vẫn cần một cái con đam chính. Chuyện này hay là chơi Insect nhỉ? Insect thì lại lấy đồ nó lại hơi ấy. Tôi lại lấy đồ sai mất rồi anh em ạ. Lấy đồ sai mất rồi. Hay quá cái thằng. Anh em ơi, cái thằng ở cái thằng mà top 8 bây giờ ấy, nó xả hết tiền để nó form cái bộ Goblin. Đấy, nhưng mà nó lại không form được. Hay quá. Nó vẫn thiếu anh em ạ. Nó vẫn thiếu, nó thiếu con Grim. Hoặc là cái con gì nhỉ? Con Salivo. Chính vì thế nó chỉ kẹp được Kira thôi. Nó chỉ có Kira thôi mà nó không có bộ Goblin. Hay quá. Ôi thế thì tôi đảm bảo với anh em luôn là cái thằng Goblin xuống hố rồi. Ui mèo này có đập trứng cho mèo không? Mèo à? Ở đây có 4 bit luôn nha anh em nhá. Có cả 4 bit luôn này. Lâu lắm rồi chơi siêu đẻ đúng không? Chơi siêu đẻ bit cũng được. Mèo này bây giờ phải ra thêm con nữa cơ anh em ạ. Ra thêm con nữa thì là ngon. Là hai con mèo 2. Đấy, có hai quả trứng ở đây rồi. Chấp nhận là ôm hai quả trứng 10 tiền để chỉ có đợi để đập cho mèo hoặc là đập cho gấu thôi. Cáo thì sao? Không, cáo nó không phải nhân vật chính anh em ạ. Cáo không phải nhân vật chính. Cáo ra không ra thôi.
Đấy. Tí nữa hai con cáo kẹp vào hai con cáo thì là thành ba con. Thế thôi. Cái giai đoạn này nó không phải giai đoạn nó chơi con cáo được. Cáo từ từ đã anh em. Nếu mà xác định là chơi co làm cáo ấy, chơi co cáo ấy mà chơi bộ beat thì từ từ phải có đồ đã anh em. Có đồ chém lan Blink các thứ thì mới chơi được. Có Blink rồi nhưng mà chưa có chém lan. Đồ tôi ghép cho cái con mèo rồi. Đấy là từ từ đã. Đấy, chưa có đâu. Từ từ đã anh em ạ. À không. Ôi anh em ơi, vậy là nó là khác không? Nó không phải là beat rồi. Đây nó không phải là beat siêu đẻ rồi anh em ạ. Nó sẽ là gì? Insect. Này nó là insect rồi. Tôi nhìn là tôi biết ngay. Roll cái lửa em nào. Đây nó là insect đấy anh em ạ. Insect, 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 insect. Chuẩn insect rồi. Insect thì lấy cái gì cho nó ngon nhỉ? Lấy cái giáp. Ok. Cái giáp thép là nó sẽ có giáp cho những cái con insect nó đẻ ra. Đấy. Là ngoài cái con tướng chính ra thì những cái con insect, những cái con thú siêu đẻ ra ấy. Đấy, những cái con đệ nó đẻ ra nó đều có được những cái hiệu ứng của cái giáp thép. Đấy, được cộng 10 giáp. Rất trâu. Ngoài con mèo ra nhưng còn có những cái con xung quanh nó đều được. Ok. Thằng này chơi gì đây? Đây có phải là một cái layup mà đang rất là hot ở cái thời điểm hiện tại không anh em nhỉ? Đó chính là layup đang định đánh là 6 spirit đúng không? 6 spirit. Nhưng mà trông đẩy có vẻ căng quá. Anh em ơi, trận này đúng kiểu slowball luôn. Đấy, cứ đi qua nhà nào là nhà đấy là mất 18 máu, 19 máu, 20 máu thôi. Đấy, cái tầm này mất 18, 19 máu, 20 máu thì nó khủng khiếp lắm. Mới đây mới là round 15 thôi anh em ạ. Tôi đang dự đoán là cái trận đấu này nó sẽ đẩy một cách rất khủng khiếp. Tôi sẽ cố gắng đẩy làm nào đẩy nhanh nhất có thể. Kết thúc trận đấu sớm trước round 30. Ây xài. Liệu rằng có thể là có cái tốc độ đẩy như thế không nhỉ? Trước round 30 mà đẩy chết hết được không nhỉ? Thôi tôi bán cái con này đi. Không có chơi beat nữa anh em. Ra con heo và cái kẹp được con sâu này. Đấy, ra con sâu rồi này. Ra con Skull Hunter thì thôi chuyển sang chơi insect thôi anh em. Chơi insect được rồi. Insect cũng khỏe mà. Cũng meta mới cũng được buff khá nhiều đấy. Đấy, meta mới là được buff khá nhiều ấy nhá. Nhưng mà không ai chơi. Không biết là lý do là tại làm sao. Tôi cũng không biết là tại sao mà người ta không chơi insect toy. Trong khi insect được buff cho bây giờ lỗ 4 tiền nó dễ lắm. Đấy. Bây giờ là cái con hiến tế chết là cộng 2 tiền cơ mà. Đúng không? 5 tiền nhưng mà 4 tiền. Bây giờ cái con ít nhất là con 3 tiền một sao là anh em chết là anh em 3 tiền cộng 2 là 5 tiền rồi. 5 đô là cái số tiền đấy tương đương với một con 3 tiền 2 sao rồi. Đấy, 3 tiền 2 sao, 4 tiền một sao. Còn nếu mà anh em chết một con 4 tiền cộng 2 vào là 6, đúng không? 6 là bằng tương đương với một con 4 tiền 2 sao. Rất khỏe. Trận này có cả Assassin à? À chơi Assassin gì đấy? Assassin Beat à? Beat Assassin. Beat Assassin cũng là một cái bộ hay nhưng mà chơi ở 9. Chơi ở 9 nhưng mà phải roll 3 sao. Ờ. Cái bộ đấy cũng khỏe phết đấy. Assassin 4 bit, 6 assassin, Assassin 4 bit nó gọi là nếu mà theo cái đội hình mà tôi chơi ấy nhá thì tôi đặt tên cho nó là Assassin tối thượng luôn á. Assassin 4 bit ở level 9, level 10 kẹp Kira. Đấy. À, chơi ở level 9. Nhưng mà cái bộ đấy là phải roll ở 7. Bộ đấy phải chơi phải roll ở 7. Kiếm được cái con gấu này rồi con ốc 3 sao, con gấu 3 sao. Rồi xong rồi lúc đấy mới up dần lên 9 cơ. Mà chơi ở đây người ta cũng chơi ở 7 mà. Đúng không? Ông này ông roll ở 7, 50 tiền ở 7 này. Đúng rồi. Cái bộ đấy chơi ở 7 thôi. Xong rồi roll khi nào được ốc 3 sao thì là up lên 9 kẹp 4 bit vào, rất mạnh. Một trong những cái line up bí ký ở cơm đấy. Nhưng mà chơi tôi cũng chơi lâu rồi, tôi chưa chơi lại, lâu lắm rồi. Nhưng mà nếu mà anh em xem tôi cách đây khoảng 1-2 tháng gì đấy thì cái bộ đấy tôi chơi khá nhiều. Game today.
Assassin's Beat là một trong những cái bộ mà tôi leo rank queen ở mùa trước đấy. Ở mùa trước đấy. Đấy. Nhưng mà mùa này nó có mấy cái con spirit nó bá quá nên là cái bộ đấy thì tôi cũng không chơi nữa. Tôi cũng bỏ. Tôi cũng không biết là nó có mạnh hay không, nhưng mà cái bộ đấy nó nếu mà sang meta này gặp mấy cái dòng hóa đá thì cũng hơi toang đấy. Assassin gặp hóa đá thì chỉ có một phát là chết luôn thì được. Chứ đánh kiểu đánh lâu dài như kiểu con ốc ấy. Có lẽ là sẽ phải dồn đồ cho con sắt đào killer. Đấy, nếu mà chúng ta chơi cái bộ Assassin Assassin Beat, sắt đào killer là một gặt là chết luôn, không phải đóng đá. Còn nếu mà chơi ốc mà nó đánh nhiều phát vào thì dễ đóng đá lắm. Cái bộ đóng đá bây giờ nó chuyên để counter vào những cái bộ mà đánh nhanh ấy, như là cái bộ Glacier ấy. Đánh nhanh nhưng mà đam bé. Đấy, đánh nhanh tức là nhiều cái nhát đánh vào người của những con spirit. Càng nhiều nhát đánh thì cái tỷ lệ mà đóng đá thì nó càng cao. Thế thôi. Đấy thì bây giờ là cái bọn spirit chủ yếu là counter vào những cái đứa mà nó đánh nhanh. Chứ còn không phải là counter vào những cái đứa mà những cái line up, những cái bộ có tướng đánh gần. Không phải thế nữa. Đấy, không phải là đánh gần, đánh xa, đánh gần như nhau. Bây giờ là đánh nhanh nha anh em nhá. Tức là cứ thằng nào đánh nhanh là thằng ấy chết. Đấy, nó phải là những cái đòn đánh một phát chết luôn. Hoặc là nó phải là những cái đòn đánh mà bắn bằng chưởng, chứ đánh bằng tay thì nếu mà đánh nhiều thì nguy hiểm. Đánh càng ít càng tốt. Cái bộ này của tôi cũng là một trong những cái bộ mà không sợ này. Đây, cái bộ này là cái bộ không sợ. Anh em nhá, tôi sẽ roll tiếp anh em ạ. Roll tiếp. Đây rồi, ui rồi ôi. Ô, thôi chết rồi. Ôi rồi anh em ơi, nhầm. Thế roll tiếp, nhanh thôi anh em ơi. Mẹ, cái đái là tôi vứt xuống bàn cờ nó up luôn lên 2 sao ạ. Mẹ, quả đấy phải đập trứng trước chứ. Mèo ơi, ui rồi ơi, đây rồi anh em ơi. Mẹ, hết hồn. Mày quá, thế là nó con mèo này nó không giận tôi, nó quay trở lại anh em ạ. Rồi, rồi, thế này ổn rồi anh em ơi. Ổn rồi, hai sói, hai heo. Đấy. Quá ổn. Slowbone được anh em ơi, yên tâm. Rồi, xem nào, có cái đồ gì ghép không. Hay quá anh em ơi. Mà đẩy mỗi rao một đống máu luôn nhá, không ít đâu. Xùi ui, 18 máu anh em ạ. Ui, gấu này, hay quá. Từ từ nhá, gấu thay cho cái gì. Chưa thay cho cái gì cả, từ từ đã. Rona. Mèo tiếp, hay quá. Ui, thế tôi đưa con mèo này lên 3 luôn anh em nhá. Đưa mèo lên 3 luôn. Hay quá anh em ơi, hai con sâu hay sao. Từ từ, nào xem nào. Từ từ đã, bán con này đi. Không cần. Thay gấu vào, ok. Được rồi. Rồi đấy anh em ạ. Quả này mới đẩy mới nhiều này. Lấy đẩy không nhiều bằng cái này đâu. Thế này mới nhiều anh em ạ. Bây giờ up 9 cho thêm con CM vào. Dưa sọc vào. Cho dưa sọc vào. Tôi đảm bảo là anh em là mỗi round là 20 máu. Là ít. Bây giờ là ba con sâu cơ mà. Ba con sâu nó đẻ mà có mana nó đẻ thì kinh lắm. Thôi xong. Trận này 100% máu để hết game tuyên bố luôn. Ôi anh em ơi, nhìn kìa. Ui xôi ơi, 19 máu. Lại một con Skull Hunter nữa. Quá căng. Đập trứng luôn cho con heo nhở. Ừ. Hay là roll tiếp. Roll tiếp đi. Roll tiếp thì sao? Roll tiếp đưa con mèo lên 3. Được không? 20 giây. Có lên làm thế không nhở? Thôi từ từ đấy anh em ạ. Từ từ để cho các bạn thở. Không là bị ăn chửi đấy. Cho các bạn thở thêm một round. Bình tĩnh. Xem là cái món đồ này có thể là lấy cái găng tay Kira là cũng ok này. Chúng ta sẽ kiếm thêm cái mấy cái món đồ tăng. Thêm mấy cái món đồ tăng nữa. Yên tâm. Tầm này khỏe lắm anh em ạ. Không thể mất được chuỗi ấy. Bây giờ nhìn ở trên bàn cờ là rất nhiều quân nó. Đây là nó là lấy số lượng, nó đánh chất lượng luôn đấy. Nó rất đông quân. Mà đam đến từ mấy cái con sâu con ấy nó cũng không ít đâu nha anh em nhá. To lắm. 21 máu. Ui anh em ơi, từ chân mệnh tiên tử đây rồi. Tôi round trước tôi còn định roll ấy. Mà anh em ai ngờ nó lại không cần roll. Dã man quá anh em ơi. Thế rồi xong rồi. Thế này thì trò chơi nó chắc chắn nó là con nhà phát hành, cháu nhà phát triển rồi. Không những thế, nó còn là con rơi của nhà sản xuất luôn. Người con thất lạc của nhà sản xuất game.
Tuy thất lạc đã lâu nhưng mà khi mà đã tìm lại thì nó lại rất là khắm. Chơi cái bộ này tôi nói thật với anh em, nó không chửi, không ai chửi tôi cả. Thực ra là vì là người ta đang bận dễ chết đấy. Còn sẽ có người là người ta chửi nhưng mà chửi thầm nhưng người ta không có ấn nút, bởi vì nó sẽ rất mất thời gian. Nó sẽ mất thời gian phải chat đấy, người ta phải để cái thời gian đấy để người ta roll đấy. Thôi xong rồi anh em ơi. Ui 9m đẩy sấp mặt lũ. Nhưng mà đây may nhá, may cho 9m đấy. May cho 9m là 25 máu. Đấy lại là vào cái bóng, chứ không phải vào cái phiên bản gốc của 9m. Gặp 9m thì chắc chắn là bay màu rồi. 9m bây giờ chỉ còn có 14 máu thôi. Rất căng. Và round sau thì anh em nên nhớ là round sau là tôi có thể là up cấp lên, lên cấp 9. Đấy. Mà tôi đang tính là có up cấp không hay là roll tiếp con thêm cái con heo lên 2 sao và con gấu, thêm con gấu nữa cho nó chắc anh em ạ. Cho đưa gấu lên 2 để cho nó máu. Đấy. Lên 9 sao, lên 9 thì kẹp CM vào. Roll tiếp thì có được không? Ui có thằng ơi kẹp, à mới có 4 spirit thôi anh em ạ. Có 4 spirit. Nó phải ra con đát cơ. Nói chung ấy là nếu mà muốn chơi 6 spirit thì bắt buộc nó phải ra một trong hai con là con đát và con light spirit. Nếu mà không muốn là ra cả hai. Đấy, nhưng mà bây giờ mới ra 25 thôi bạn ơi. Chơi cái đội hình đấy nó là đội hình siêu lết. Toàn có 5 đô với cả 4 đô thì đến bao giờ nó mới ra. Đấy tôi bây giờ tôi đẩy cho bây giờ mới ra 25 chết gần hết rồi. Trứng đập cho heo. Ok, trứng đập cho heo thôi anh em. Bây giờ được trứng đập cho heo này. Đấy, ghép cái giáp thép đánh cho nhanh. Đấy, những cái con đệ xung quanh, những cái con đệ nó cũng đánh được nhanh. Ok, đây, gậy gai, ghép luôn. Đánh với cửa lai. Rồi, xong ở đây anh em ạ. Up 9 thôi, có heo 2 sao thì up 9 luôn. Con heo này 2 sao rồi, đấy. Con gấu nó chết thì con heo nó sẽ gọi ra một con gấu khác. Nhưng mà là con gấu 2 sao. Đó chính là cái lý do. Hay là như này, không. Như này ngon hơn chứ, như này nó có beat. Đấy, như tôi đã nói từ vừa nãy là cái bộ beat ý, thì những cái con đệ ấy, nó gọi ra nó đều có hưởng được cái hiệu ứng của bộ beat. Nó cộng đam cho cái bộ beat nên là nó cũng rất khỏe anh em nhá. Mấy cái con sâu mà nó gọi ra từ cái con bóng con sâu ấy, nó cũng sẽ được hưởng cái hiệu ứng của bộ beat. Nên là con sâu con nó rất khỏe. Đấy, con sâu con đánh nó đam to nhá, chứ không bé đâu. Sâu con đánh đam cực to luôn đấy. Anh em thấy không? Úi dồi, 9m đi rồi. Bay màu trong tích tắc. Nó cũng chỉ sống được đến sau cái round 25 anh em ạ. Cái thằng 9m là trước round 25, tức là round 24 nó gặp tôi đấy. Nhưng mà nó gặp cái bóng. Đấy nhưng mà cũng chỉ sống được đến round 26. Quá đen. Tức là vẫn về top 7 luôn. Quá đen luôn. 9m form đủ bộ full 2 sao rồi mà nhưng mà quá đen gặp tôi anh em ạ. Gặp tôi slow ball bằng cái đội hình insect lại counter ở cái bộ 9m. Chính vì thế là quá đen đấy, đen lắm ấy nhá, đen lắm ấy. Chứ còn thằng 9m đấy chính ra nhá, nếu mà gặp những cái thằng khác ấy, nó không ngại đâu. 9m khỏe mà, nó chỉ sợ mỗi cái bộ insect thôi. Đấy, còn cái tầm này chơi ví dụ như là Clyde thì có vẻ như là cũng hơi sợ một tí. Còn lại những cái bộ khác thì đâu có ngán đâu. Đấy, mà tôi rất tiếc đây nó là insect anh em ạ. Căng lắm. Đây rồi, gặp thằng Spirit. Bây giờ Spirit nó không có tôi đánh gần anh em nhá, cũng không sợ. Chơi Insect bây giờ không sợ Spirit. Nói chung là chơi cái gì cũng sợ Spirit. Tôi nhầm đấy, chơi cái gì cũng sợ Spirit, chứ không phải là Insect. Nhưng mà đây anh em thấy không, ui rồi Spirit đi luôn. Làm gì kịp lên 6 Spirit đâu, không kịp. Không thể được anh em ạ, tốc độ trận đấu nó quá nhanh. Anh em thấy tôi slowball đến cái mức độ như này. Làm gì có thời gian để mà đẩy lên được 6 con Spirit. Không được đâu. Phải ra được đát, phải ra được light spirit. Quá khó. Bộ đấy nó là cái bộ mà tôi nói rồi. Một cái bộ nó phải giữ máu rất tốt. Và nó phải sống được đến lết. Nó phải sống kéo được đến lết game. Đấy, mà kéo làm gì, ai cho kéo đến lết game. Bây giờ kết thúc trận đấu 30 round. 30 round thôi là kết thúc trận đấu rồi. Đấy, trận một trận đấu mà không có cái nhà nào nó cản nổi luôn ý anh em ạ. Trời ơi, quá nhanh. Trận này nói chung là bây giờ gặp tôi thì quỳ hết còn gì nữa. Clyde này. Úi giời, Clyde này thì cũng chết rồi anh em ạ. Úi giời, anh em nhìn kìa. Con Light Blade Light chưa kịp vẩy phát nào thì đã bay màu rồi. Thôi cũng chết rồi. 23 máu cũng đi rồi anh em ạ. Chắc chắn là đi. Chắc chắn là đi. Úi giời ơi. Round 28 chỉ còn 2 nhà.
Vậy là round 29 là kết thúc trận đấu này rồi sao? Ôi rồi, đơn giản thế nhờ. Đơn giản thế nhờ anh em nhờ. Bây giờ phải thêm con gấu nữa anh em ạ, roll tiếp. Kiếm con gấu, đây rồi. Thêm gấu đi. Gấu ơi. Ui tôi chết rồi, tôi ấn nhầm. Tôi chết mẹ, ấn nhầm con heo, mất con heo rồi. Ui đây rồi, may quá, gấu ơi rồi. Được rồi, hai con gấu, hai cặp gấu vào. Bỏ bớt ra, thiếu một slot. Bỏ CM ra, tạm thời. Lên 10 cho vào anh em ạ. Ok. Chả biết có lên được 10 không, có khi rao này đẩy chết luôn rồi. Đối thủ chưa kịp form bài. Ui nhưng mà sao nó chọt mạnh này kia. Cái cáo chọt mạnh này kia. Ui. Cái gì đây, cáo mạnh thế. Ui. Ui. Ui ui không 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 không. Ui mẹ cáo cấp điên. Cấp điên anh em ạ, nó có cấp điên. Ồ thế là mất chuỗi à. Ui. Thế là không phải là trước round 30 anh em ạ. Trời ơi tôi đánh giá thấp đối thủ quá. Thôi được rồi thì cũng sống được thêm một round. Mà kể cả bây giờ nó có ăn được tôi thì tôi lại chơi từ từ, tôi lên 10. Bây giờ tích tiền vậy có làm sao đâu. Thực ra là bây giờ ấy là đội hình của chúng ta là sao to hơn, là mạnh hơn. Đấy phải khẳng định là như thế, clear cũng khỏe hơn. Chưa chắc nó là clear khỏe bằng tôi đâu. Mà cái bộ này anh em cũng biết là thực ra đánh bằng co là cái con mèo. Mà con mèo là cái con co lên 3 sao rồi. Nên là vấn đề là bây giờ là một phát là dí lên 10 luôn anh em ạ. Tôi nghĩ là như thế. Bây giờ dí lên 10, kẹp thêm là có thể là một con heo 2 sao nữa này. Đấy. Hoặc là có thể là kẹp thêm con dưa so. Dưa so vào. Kẹp thêm con dưa so vào. Ok. Rồi. Lên 10 không nhỉ? Thôi để dành tiền lên 10 anh em ạ. Thực ra là cái bộ của đối thủ chơi ấy, nó cũng là một cái line up rất mạnh. Đấy tôi phải khẳng định luôn. Là nếu mà cái line up đấy mà nó là cái con ốc 3 sao làm co ấy, thì nó ăn tôi đấy. Nó ăn luôn đấy. Nhưng mà vì là nó bây giờ nó đang chơi vào con cáo. Thôi tôi đập trứng luôn cho con sâu đây. Kẹp insect vào anh em ạ. Đến lúc rồi. Để nó muộn quá. Kẹp insect vào thôi. Ok. Liệu rằng là khi mà chúng ta có bộ hai insect ở đây thì chúng ta có thể ăn được nó không? Vãi đài thật đấy. Vẫn không ăn được. Đam nó quá to anh em ạ. Đam nó quá to. Thằng này mặc dù không có Kira đâu, nhưng mà nó chơi nó chuẩn bài đấy. Thằng này chơi chuẩn bài. Chơi chuẩn bài assassin tối thượng. 6 assassin kẹp với cả 4 bit, nó đam nó to lắm. Cái bộ đấy thì nó không cần Kira thì nó đam nó vẫn to. Đấy. Ui bây giờ nó lại bỏ cái con Velom ra, nó cho trừ giáp vào này. Bây giờ thì đam nó mới thật sự là to. Tôi phải lộn mấy con gấu ở phía dưới đấy. Vừa nãy là gấu để trên là bị cái hàng dưới nó bị bớ vào, nó chết nhanh quá. Bây giờ cho gấu xuống phía dưới để đệ gấu con luôn. Đấy xong rồi là gấu con nó sẽ tăng cơ phía dưới cho tôi, là có thể là con mèo của tôi nó nhảy được. Hy vọng là con gấu con nó sẽ trói trúng vào con cáo. Chỉ cần trói trúng phát thôi là thắng ngay anh em ạ. Rồi. Ui hay quá anh em ơi. Anh em nhìn thấy cái gì chưa? Mẹ con gấu con nó trói trúng vào con cáo. Con cáo không lăn được. Ui rồi bị hack rồi. Tôi đi rồi bạn ơi, 18 máu thì lọt cái này đi rồi. Ui rồi cái bộ này mà bị lọt thì chắc chắn là đi. Đấy. Chỉ cần anh em thấy không? Chỉ cần cái con gấu con nó bớ trúng vào người con cáo. Bớ cái kiểu gì mà vả một phát là coi như là đứng im luôn. Thế thì đúng đỡ thì đéo được. Cái trận này đúng là coi như là chắc chắn là sinh ra là để cho tôi top 1 rồi. Đỡ làm sao được đây. Ui giời. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và cũng xin được thông báo các anh em là hiện tại Game Today đã có ở trên nền tảng TikTok anh em nhá. Game Today 88 anh em có thể search như thế, hoặc là anh em có thể ấn vào link ở dưới phần mô tả của video này. Nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Đó là cái clip mà tôi đáp trả cái bọn anti fan
suốt ngày chửi tôi là lùa gà các kiểu các thứ. Anh em chưa xem thì anh em xem thì hay lắm. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem. Vẫn là cái bộ này, nhưng mà tôi gặp một cái đối thủ lặng kỳ hơn, top 5 của server thế giới anh em nhá. Rất hay, một cái trận đấu rất là hấp dẫn, kỳ phùng địch thủ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.